Xin kính chào các bạn. Trong bài học hôm nay, mình sẽ hướng dẫn các bạn mô hình một căn nhà đơn giản trong phần mềm Ecotech Analyst 2011. Khi vào Ecotech để dựng hình một công trình, các bạn sẽ thấy giao diện chúng ta sẽ có một cái hệ thống lưới nằm ở đây. Hệ thống lưới này sẽ giúp các bạn dựng hình một cách chính xác, làm căn cứ cho các bạn dựng hình. Và các bạn hoàn toàn có thể thiết lập các thông số của hệ thống lưới bằng cách các bạn kích vào Display Setting và chọn Setting. Các bạn có thể điền cho nó thông số của lưới như là 300 x 300. Đấy, ô lưới nó sẽ có kích thước 300 x 300 mm. Ở đây cũng có thể thay đổi cho thông số độ dài, độ rộng của toàn bộ hệ thống lưới như là 20.000 x 20.000 chẳng hạn. Mình kích vào OK. Bạn thấy rằng chúng ta đã có một hệ thống lưới dày đặc hơn như thế này. Tiếp theo, để dựng hình trong Ecotech, công cụ chủ yếu chúng ta sử dụng sẽ nằm ở mục 3D Editor. Ở đây sẽ có các công cụ tạo dựng đối tượng như là Line, Plane, Partition, Zone, đấy, tạo mái, hay là các công cụ tạo ánh sáng, âm thanh, các công cụ tạo tường và công cụ hiệu chỉnh. Ngoài ra các bạn cũng có thể thấy bộ công cụ Draw nó nằm ở đây. Đấy, các bạn có thể tìm hiểu để có thể dựng hình một cách chính xác. Tiếp theo, các bạn sẽ cần phải kết hợp các công cụ ở mục Visualize để hiển thị, hay là các công cụ ở mục Select Information để tùy chỉnh thiết lập các thông tin của đối tượng. Ngoài ra, việc dựng hình bằng hệ thống bắt điểm cũng sẽ giúp các bạn dựng hình chính xác hơn. Khi bạn dựng hình thì các bạn có thể trở về các giao diện làm việc như là mặt bằng bằng cách ấn phím F5, các mặt đứng, các chiều phím F6, F7 và phối cảnh là phím F8. Trong Ecotech, một công trình nó sẽ được định nghĩa bởi gồm các zone. Một phòng sẽ là một zone. Đấy. Thì zone nó sẽ được định nghĩa là một cái hình khối được bao bọc bởi các hệ thống đối tượng như là tường, sàn, trần, đấy, mái, hay là hệ thống cửa đi cửa sổ. Và bên trong nó sẽ đầy đủ lấp đầy bởi các yếu tố không khí. Một zone, đấy, nó có thể mang các tính chất về nhiệt, đấy, về vật liệu, đấy, các tính chất để các bạn có thể tính toán. Và do vậy, khi các bạn làm việc với Ecotech để mô hình, các bạn có thể hiểu rằng chúng ta mô hình một công trình chính là chúng ta đang chơi những cái khối hộp, những cái khối zone lại với nhau. Và để tạo zone, các bạn có thể kích vào biểu tượng zone ở đây. Ví dụ như mình muốn tạo một cái căn phòng, một căn nhà đơn giản có kích thước mỗi chiều là 5.000 x 7.000 hoặc là 6.000 x 9.000 đi. Thì đầu tiên mình sẽ kích vào một điểm trên hệ thống lưới. Mình sẽ kéo nó ra thế này. Các bạn lưu ý chúng ta có thể vẽ theo hệ thống trục tọa độ như thế này. Sau đây các bạn có thể đánh cho nó là kích thước 6.000 để được bức cạnh đầu tiên. Enter. Sau đấy đưa chuột ra như thế này và đánh 9.000. Enter. Cuối cùng đưa sang thế này. Lưu ý phải gióng theo trục tọa độ và đánh 6.000. Enter. Đến đây các bạn đã có 4 đỉnh. Và các bạn hoàn toàn có thể kích chuột phải, chọn Escape, đặt tên cho nó là căn phòng, kích vào OK. Các bạn có thể về Visualize để xem. Đây chính là cái căn phòng của chúng ta. Đấy. Căn phòng nó gồm 6 diện, 4 bức tường xung quanh, diện trần trên cùng và diện mái và diện sàn ở phía dưới. Để thấy rõ điều này, các bạn có thể kích vào 3D Editor, chọn từng đối tượng như thế này. Đấy. Mình sẽ chọn đối tượng này. Các bạn để ý mục Select Information ở đây, nó sẽ hiện chúng ta thông số, thông tin đối tượng chúng ta là tường. Và như các bạn chọn cái đối tượng trần, các bạn có thể chọn ấn phím cách. Đấy. Ở đây thì trần nó sẽ hiện là ceiling, hoặc như ở dưới này nó sẽ hiện là sàn, floor. Đấy là chúng ta cách chúng ta có thể định nghĩa khối zone nó như thế nào. Ngoài ra các bạn thấy rằng khi chúng ta dựng hình thì chúng ta không thấy lúc chúng ta thiết lập cái thông số chiều cao của căn phòng nó nằm ở đâu. Và bây giờ để thiết lập thông số chiều cao, chúng ta sẽ quay trở lại mục 3D Editor. Các bạn sẽ chọn đối tượng sàn. Và các bạn để mục Select Information, mục Intrusion Vector.
Ở Z axis hiện tại nó đang là 2m4, tức là cái cao độ của trần nó đang nằm ở cao độ 2m4, và hoàn toàn các bạn có thể thay đổi cho nó lên 3m6 chẳng hạn và enter. Các bạn thấy rằng công trình của chúng ta nó đã cao lên. Việc thiết lập chiều cao của công trình các bạn hoàn toàn có thể lập ban đầu bằng cách các bạn kích vào File, chọn User Preference, mục Modeling. Các bạn thấy mục Default Zone 2 24 và các bạn hoàn toàn có thể thay đổi cho nó lên 36. Và các bạn có thể kích vào This Insertion Only, tức là nó sẽ dùng cái thông số 36 cho cái lần này mà thôi. Đấy, bây giờ các bạn có thể mô hình một cái đối tượng khác như thế này. Bạn thấy rằng nó cũng sẽ cao 36 như thế này. Và để lựa chọn đối tượng trong phần mềm Ecotec, các bạn hoàn toàn có thể quét chuột. Và lưu ý nó cũng giống AutoCAD, khi các bạn quét chuột từ trái sang phải như thế này, các bạn thấy rằng chỉ những cái đối tượng nào nó nằm trọn vẹn trong vùng chọn thì nó mới được chọn. Còn khi các bạn quét từ phải sang trái như thế này thì bất cứ đối tượng nào nó nằm trong vùng chọn thì nó cũng sẽ được chọn. Đấy. Ví dụ như mình sẽ quét từ phải sang trái như thế này, mình đã chọn được cái khối zone này, và hoàn toàn các bạn có thể ấn phím Delete để xóa khối zone này đi. Đấy. Các bạn có thể về Visualize. Đấy. Đấy là chúng ta cách đơn giản để tạo ra một cái căn phòng với 4 bức tường, hệ thống chân, massage. Trong bài học lần sau, mình sẽ hướng dẫn các bạn cách để tạo ra các đối tượng cửa đi, cửa sổ và mái cho công trình của chúng ta. Xin chào và hẹn gặp lại trong các bài học lần sau.